Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ các bạn là một cái cây hoa sứ các bạn ơi. Thì cũng có bạn góp ý cho mình đó, thì nói là mình bữa nào làm cái cây uống cái cây hoa sứ đi. Thì hôm nọ mình cũng có đi qua vườn bên kia, mình mua được cây sứ này các bạn. Thì cây sứ này nó cũng, người ta cũng trồng nó cũng lâu rồi, mình mua về mình treo ở đây nè. Thì nó bữa nay nó khô queo rồi, nhưng mà tại sao nó lại nó ra bông các bạn ơi. Mình lại mình đem mình treo ở đây cho bữa nó giờ cho nó héo, mà lại nó không héo mà lại nó ra bông cũng ghê chứ. Bây giờ mình bỏ lên trên một cái chậu dài các bạn. Các bạn thấy cái rễ nó khô queo mà lại nó ra bông ra hoa luôn rồi. Bây giờ mình cuộc cố định nó lên cái chậu này nè các bạn. Thì cho nó đứng, bởi vì cái cây này thì nó cao nó hiu lắm. Thành ra bây giờ mình dùng cái cọng dây nhôm mình cột cố định lại các bạn, để cho nó đứng rồi mình mới uống các bạn xem cho vui ha. Thì đối với cây sứ này mình nhổ nó lên, mình để nó một thời gian không sao cho các bạn. Bữa giờ mình nhổ lên mình để chắc cũng cỡ nửa tháng trước khi mình đi Hà Nội, tới nay mình về thì nó ra bông luôn, không sao chứ. Đó là sau khi mình cột, mình cố định cho nó vững vậy nè các bạn, bởi vì trên cái mỏng, cái mâm này nó mỏng quá đó, thành ra nếu mình cột lại thì nó ngã, thành ra mình phải cố định cho nó chắc ở trên đây đi, rồi mình mới vô cái chất trồng. Thì cái chất trồng ở đây thì mình dùng cái chất trồng này, mình cũng chia sẻ cái clip mà làm cái chất trồng này rồi các bạn. Thì các bạn lần nào cũng hỏi mình hoài cái này. Cái này thì mình dùng là phân dừa các bạn, cho dừa, cám dừa đó, với lại cho chấu, với lại cát các bạn ơi, với lại một ít xỉ than nữa, chỉ có dừa thôi. Thì cái tỷ lệ trộn thì dừa nhiều nhất, rồi tới cát phân nửa dừa thôi, rồi cho chấu thì lại phân nửa của cát với dừa nữa, thành ra là cho chấu ít nhất, với thêm một ít xỉ than vô đó. Sau khi thì mình trồng nó vô cái chậu thì giờ nó vậy nè các bạn. Thì đối với cây sứ này thì mình trộn cát nhiều hơn các bạn, trong đây là cát nhiều nhất, rồi là mấy cây cám dừa các bạn đó. Mình định cho cái nhánh dài này nó đổ xuống đây nè, mình đổ nó xuống đây nè đó. Thì các bạn thấy đó, mình nhổ nó lên mình phơi cho nó lâu lâu ngày để mình treo toàn ten cái đó, thì nó sẽ dẻo lại để mình uống các bạn, nó không bị gãy. Thì cái chất trồng của cây sứ thì mình nên để cát cho thật là nhiều các bạn, để ít phân dừa với lại cho chấu thôi. Chứ cát càng nhiều thì cây sứ càng tốt các bạn ơi. Cát đá sỏi gì đó, cát hột to càng tốt. Cây sứ này nó rất là thích cát các bạn. Ở nó là bản thân nó ở sa mạc mà. Thì cái cây này các bạn thấy rồi đó, nó cũng có cái độ quái của nó sẵn rồi. Nó lên nó cong queo cũng dài dài rồi, thành ra mình để đứng nó lên thì thấy nó cũng hơi quái. Này, nó có một cái cành dài này nè, mình dùng cái cành dài này mình lợi dụng nó dài để mình uống nó xuống cho nó lả ra, nó bay ra các bạn, nó là giống như là một cái cành rơi vậy đó. Nó nằm trên cái chậu dài thì nó thấy nó cũng là lạ các bạn ơi. Thì các bạn biết rồi đó, mình thì cứ tối ngày cái gì đó là lạ là chơi thôi. Thì hôm nọ có bạn nào cũng nhắn tin cho mình cũng mấy lần vậy đó, kêu mình nói là tìm cây sứ uống đi. Thì hôm nay mình uống cây sứ các bạn xem. Thì các bạn cứ vô tư mà uống không sao, cho cây sứ thì tuy là nó giòn, nhưng mà mình đem mình phơi nó, mình nhổ nó lên mình để lâu thì nó cũng dẻo các bạn ơi, cũng dễ uống thôi, không có khó đâu. Đó, thì mình dùng cái cành dài này nè, mình cho nó rơi ra. Nó giống như cái cành đổ, cành rơi các bạn, thì nó bay ra trên cái chậu dài này thì thấy nó cũng là lạ các bạn ơi. Thì đối với cây sứ thì nó cũng rất là dễ trồng các bạn, mình trồng mà mình bỏ phế nó cũng không sao nữa. Nó là cái thân nó mọng nước mà, thành ra mình nó khỏi tưới nước nó cũng không có chết các bạn ơi, rất là dễ trồng. Các bạn thấy nó héo, nó dẻo rồi nè,
và uống nó không sao à. Mà mấy cái cây này thôi mình đem mình nhổ mình treo lên đây cũng lâu rồi mà nó không có, nó lại nó ra bông luôn các bạn ơi. Thì nói chung là mình chơi bonsai thì cái thứ gì cũng chơi được hết, không có là nói là cái cây gì đâu các bạn. Đặc biệt là những cây dễ sống thì mình càng chơi nó càng đẹp các bạn. Cây nào mà càng dễ sống thì mình chơi bonsai rất là hay. Đặc biệt nó là nó làm sao mà cây nhỏ lá các bạn, lá càng nhỏ thì càng hay. Bởi vì mình chơi ở đây thì đa số là cây mini các bạn ơi. Cây mini thì lá càng nhỏ càng đẹp các bạn. Thì đối với cây sứ này mình đừng có cho nó ăn phân các bạn. Mình chỉ lấy cái bình nước mình xịt xịt ở trên thôi. Thì một thời gian sau nó sẽ nhỏ lá thôi. Mình cho nó ăn phân tốt thì nó lá nó lớn thôi, chứ nó cằn cỗi thì nó vẫn nhỏ lá các bạn. Cái giống cây sứ này thì cây sứ thường các bạn ơi, các bạn nhìn thấy cái bông mà biết rồi đó. Sứ này sứ truyền thống ngày xưa giờ nè. Bây giờ thì các bạn biết rồi đó, sứ bây giờ nó rất là đa dạng, đủ thứ loại cho các bạn ơi. Sứ người ta du nhập ở bên Thái về rồi người ta lai giống ra rồi nó thành đủ thứ giống đó các bạn. Bông nó rất là lạ. Còn đối với cái sứ này thì cái sứ thường các bạn ơi, thì sứ nó cũng dễ ghép thôi. Các bạn nào mà thích thì cái giống sứ mà đẹp thì mình đi tìm cái giống về thì mình ghép vô cái cây của mình các bạn. Cái sứ thì ghép nó cũng rất là dễ ghép các bạn ơi. Đó thì cái cây này nó không có nhánh nhóc gì đâu, mình chỉ cần uống sơ vậy thôi đó các bạn. Cho nó có một cái tán bên đây thì mình cũng uống nó ra. Còn mấy cái rễ nhỏ nhỏ nằm trên đây thì mình cắt bỏ luôn cho nó thoáng cây ra các bạn. Nó có một cái thằng quái nó cong mày từ dữ lên, không biết hồi xưa người ta trồng cái sao lại có cái thằng này mình cũng không hiểu luôn. Nhiều khi là những cái mà nó tự nhiên là nó hay các bạn. Nhiều khi mình uống chứ không ra được cái cây gì các bạn. Không biết nó làm sao mà nó tự nhiên là lại nó mọc lên, nó cong quẹo gì nó mới ra cái mà lạ lạ. Thì sau khi mình uống nó giờ cái cây nó đã hoàn chỉnh đó các bạn. Nó chỉ đơn giản vậy thôi à. Thì mình giữ mấy cái bông này lại luôn. Bông sứ này thì nó cũng lâu tàn các bạn. Các bạn thấy sao thì gửi với kỹ nha bạn ha. Cái cây này thì chủ yếu là mình làm nó đơn giản thôi các bạn ơi, không cầu kỳ gì lắm đâu. Cái gì nó cũng có cái nét duyên của nó. Các bạn thấy đâu có cần cầu kỳ lắm đâu, mình chỉ cần uống sơ thôi thì mình cũng có được một cái cây để mình chơi nó là lạ các bạn. Thì các bạn xem video thì cũng nhớ góp ý cho mình ha. Các bạn nhớ chia sẻ mọi người cùng xem, đăng ký kênh để ủng hộ cái kênh của mình phát triển các bạn ơi. Thì mình cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã xem cái video của mình ha. Mình xin chào và hẹn lại những cái video tiếp theo. Rồi, xin chào.